nhiều người đeo mặt dây chuyền đó đó. Người ta hỏi cái đạo này là đạo gì, nói đạo Thiên Tâm. Hiểu về đạo Thiên Tâm không? Nói không. Cái con đường chánh đi rất khó, nhưng mà con đường tà đi rất là dễ. Anh giảng đạo, thuyết pháp, dẫn dắt chúng sanh đi con đường chánh pháp thì ok, đồng ý. Con đường tu tập để mọi người hiểu, đồng ý. Nhưng mà lôi kéo mọi người vào cái vấn đề mà mê tín dị đoan là đi sai. Đạo đó đi theo con đường chánh pháp hay là đi theo con đường tà ma? Thức tỉnh mà suy nghĩ. Đạo Thiên Tâm hả? Là đạo có thánh giá ở giữa cái tâm điểm của thánh giá có chữ dạng rồi nằm trên cái bông hoa sen, rồi chứ bông hoa sen nằm trên trái đất á. Nhà tâm nó thẳng luôn, cái đạo đó là đang lôi kéo mọi người mê tín dị đoan. Nhà tâm nói rõ. Nhà tâm thấy hết, mình ngồi mình coi diễn tới cỡ nào. Nhưng nhà tâm á, cái câu đầu tiên nhà tâm nói, cái đạo Công giáo và đạo Phật thì có lâu đời hàng ngàn năm rồi. Còn cái đạo Thiên Tâm có từ hồi nào? Nhà tâm thấy nhiều người á để hình cha Ngọc Hoàng, rồi mẹ, rồi giữa hai cái tấm hình đó, trên đó, trên cái bức hình cha với mẹ đó, nhưng tâm ví dụ thôi, có nguyên cái hình dấu thánh giá, mà giữa tâm dấu thánh giá là nguyên cái chữ vạn, rồi cái dấu thánh giá nó nằm trên cái hoa sen, mà hoa sen nó lại nằm trên cái quả địa cầu. Rồi nhà tâm đi hỏi mọi người, nhiều người đeo mặt dây chuyền đó đó. Nhà tâm hỏi cái đạo này là đạo gì? Nói đạo Thiên Tâm. Hiểu về đạo Thiên Tâm không? Nói không. Nó đeo làm cái gì? Nói tại thấy mọi người đeo nên đeo. Rồi hỏi đeo nó có tác dụng gì không? Nói biết mọi người nói gì không? Thời điểm đó đeo để ngừa Covid. Rồi cuối cùng là chết Covid có không? Đeo xong có chết Covid không? Có. Vẫn chết Covid bình thường. Mà cái đạo đó là Nhật Tâm nó thẳng luôn. Cái đạo đó Chúa nó không ra Chúa, mà Phật không ra Phật. Nhật Tâm nó thẳng đó là đạo tào lao của ông Ngô Tuấn Kiệt. Nói thẳng luôn. Anh giảng đạo, thuyết pháp, dẫn dắt chúng sanh đi con đường chánh pháp thì ok, đồng ý. Con đường tu tập để mọi người hiểu, đồng ý. Nhưng mà lôi kéo mọi người vào cái vấn đề mà mê tín dị đoan là đi sai. Nhật Tâm nói thẳng. Tại vì sao? Dịch Covid mà. Mọi người không ngừa, chủ quan cứ nghĩ là đeo cái đạo Thiên Tâm đó vô để ngừa Covid. Ra gặp Covid thử con ngừa nổi không? Hay là lên bàn thờ ngồi? Mà cái đạo đó lập ra để làm gì? Mình thờ hiểu luôn. Cái ông Ngô Tuấn Kiệt, ông muốn là cái gì? Ông muốn mọi người sau này, ông có chết đi, mọi người sẽ thờ cái đạo đó y như thờ ông Phật Thầy Tây An và ông Đức Huỳnh Giáo Chủ của đạo Hòa Hảo. Mà sai lầm rồi. Cũng y như cái ông mà ở dưới chùa nào á, làm một cái pho tượng lúc mình còn sống, làm luôn cái pho tượng của mình để mốt mình chết đi cái bắt đầu cũng thờ cái pho tượng đó y như thờ mình. Không có cha nào mẹ nào đưa ra một cái đạo đó. Nhớ rõ. Ở trên là chỉ có ông trời thôi. Muốn thờ ông Ngọc Hoàng thì thờ ông Ngọc Hoàng. Còn mẹ Thiên Mẫu là ra mẹ Thiên Mẫu. Chứ không có cha mẹ nào ra một cái đạo Thiên Tâm đó. Rồi á, Nhật Tâm nghe cái gì? Tối ngủ có 4 rồng quay quanh. Nè Nhật Tâm nè, nói thẳng luôn nè. Nhật Tâm
buổi sáng đưa đi động quan á, cũng có bốn rồng quay quanh á, là Nhật Tâm ngồi trên xe rồng, có hai rồng hai bên với hai cây cột rồng phía trước, là bốn rồng quay quanh đưa người chết đi thiêu. Bớt bớt giùm cái giảng vấn đề nhân quả thì cùng mọi người, chứ mà lôi kéo vấn đề mà mê tín dị đoan rồi ra nguyên cái bộ luật gì á, mười bộ luật gì á, Nhật Tâm thấy tào lao. Nhật Tâm nói thẳng, ai mê tín dị đoan đi sai con đường chánh pháp. Tại Nhật Tâm nói thẳng, đạo nào nó cũng đạo Công giáo, đạo Phật, đạo Hòa Hảo, đạo nào cũng dạy con người cách làm người. Còn cái vấn đề mà cái đạo Thiên Tâm mới lập ra đây, phải coi lại. Chứ không có đạo nào mà tự nhiên để nguyên cây thánh giá, ở giữa tâm cây thánh giá là cái chữ dạng, rồi nằm trên cái hoa sen. Đó ai đưa ra? Không có đạo nào mà đưa ra, không có cha nào mẹ nào đưa ra. Và cũng có nhiều mạnh thường quân, người ta Nhật Tâm vô tình Nhật Tâm thấy, Nhật Tâm nói thẳng luôn. Mà thờ, Nhật Tâm hỏi thờ xong xuôi hết có thoát Covid không? Không, vẫn bị dính Covid bình thường. Ủa vậy đeo để làm gì? Rồi cái nghiệp, cái phước mình có, mình hưởng mình thoát. Còn cái gì? Cái nghiệp mình mang, cái số mình tới là mình phải chết. Rồi cái gì Nhật Tâm nghe nói cái gì ông Ngô Tấn Kiệt, rồi ổng kêu là ổng vì bà con bá tánh ổng bị dính Covid. Rồi nếu ví dụ như ổng chết, cái ổng nói là lúc đó sẽ đưa lên là ổng chết vì bà con bá tánh, chết vì Covid hả? Nhật Tâm nói thẳng, coi kỹ lại. Đạo Phật, đạo Chúa có từ hàng ngàn, đạo Hảo có từ lâu đời, Phật Thầy Thái An cũng có từ lâu đời, cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ có từ lâu đời. Thì mình không nói, còn này một cái đạo mới ra được bao nhiêu năm. Và nhiều người người ta đeo cái đạo Thiên Tâm đó, nhưng đeo xong rồi thấy cái tâm mình bất ổn không? Gia đình có loạn lạc không? Ngồi ngẫm lại, hay là bất an tùm lum. Đạo đó đi theo con đường chánh pháp hay là đi theo con đường tà ma? Thức tỉnh mà suy nghĩ. Nhật Tâm chỉ nói vậy thôi. Chánh pháp với tà pháp. Cái con đường chánh pháp á, thì mình làm, mình mở lòng từ bi, mình đi theo con đường giải thoát và mình buông. Nhưng mà không có nghĩa là mình mê tín dị đoan, mình không lôi kéo, mình không lôi kéo, mình theo. Nói đúng luôn, khi mà mình học được cái chữ giác ngộ rồi, mình giải thoát, mở lòng từ bi của Đức Thế Tôn ra, thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề là đi như thế nào cho đúng. Cái tâm từ bi của mình mở ra. Còn cái con đường tà pháp tà ma thì sẽ bắt đầu đi lôi kéo, thờ phượng cái này, thờ phượng cái kia. Như nếu mà ví dụ như bây giờ này, Nhật Tâm nè, nói thẳng luôn, thời gian qua nhân chứng cũng đi với Nhật Tâm, đúng không? Nhật Tâm giúp về vấn đề tâm linh, Nhật Tâm giúp cho các hương linh. Vậy là Nhật Tâm lấy cái logo của mình mà tạo ra đó, mình kêu mọi người thờ đi, Nhật Tâm sẽ đổ cho chúng sanh, được không? Được. Nhưng mà mình dẫn hồi là người ta đi vô con đường tà ma hết. Có phải quỷ ma nó thắng Phật không? Còn nhưng mà Nhật Tâm dắt đi là theo con đường nào? Con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn có bao nhiêu tượng?
địa tạng. Mình đâu có đi sai con đường đó. Mình đâu có đi ra một cái đạo, mình lập một cái đạo mới đâu. Mình đâu có lập một cái logo, coi như là logo mới để mà thờ phượng đâu. Quay qua lại cũng mẹ nè, mẹ Quan Âm, cũng ngài địa tạng. Mình đi theo Phật mà, theo con đường chánh pháp. Còn ví dụ như muốn thờ Ngọc Hoàng thì thỉnh Ngọc Hoàng về, mình thờ thôi. Chứ mình đâu có lập ra một cái dấu ấn nào để cho mọi người thờ phượng nó. Nếu mình lạm dụng vào cái vấn đề đó, Nhật Tâm lập một cái logo riêng, Nhật Tâm kêu mọi người sao về, mọi người mua về đi. Ủa mình kiếm lời mà, đúng không? Cái đó là một cái kiếm tiền nữa đó. Rồi xong xuôi hết, thờ phượng tôi đi, thờ phượng tôi đi rồi mọi người sẽ được bình an. Đúng không? Là có phải là coi như là bắt đầu mình dắt mọi người đi vô cái con đường tà mà mọi người lại mê tín dị đoan không biết. Rồi bắt đầu á, gia đình nó lộn xộn, gia đình nó lục đục. Cái con đường chánh đi rất khó, nhưng mà con đường tà đi rất là dễ. Nhật Tâm giúp cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh về vấn đề tâm linh, quay qua quay lại cũng có nhiều đó tượng Phật. Muốn tạ lễ, mua bông hoa trái cây lên dân mẹ bất kỳ nơi đâu, tạ lễ, Nhật Tâm chỉ là người đi giúp thôi. Vấn đề còn lại là vấn đề gia đình. Bông hoa trái cây lên tạ mẹ bất kỳ chùa nào cũng được hết, không có cần tiền. Bám Đức Phật, Đức Thế Tôn, người ta cần gì? Cần cái tấm lòng. Một trái bơm, một bó bông, hoặc là một cành bông cũng được nữa. Con tạ lễ, con chỉ có nhiêu đây, con tạ lễ, con xin trên, con cảm ơn. Nhờ anh Nhật Tâm giúp cho con, gia đình con bình an, khỏe mạnh. Rồi xong, tạ lễ mẹ hoặc là Quan Thánh Đế Quân. Hạt. Không có cần phải cầm tiền đi vô, bỏ vô thùng công đức. Rồi bây giờ cái đạo Thiên Tâm lập ra một cái chữ thập. Rồi giữa cái chữ thập có hình cái chữ dạng, là thấy vừa Thiên Chúa mà vừa đạo Phật nữa. Đạo nào cũng vậy làm người, nhưng mà không có chơi cái thập cái kiểu đó. Cái thập cái kiểu đó hồi nữa là ra cái đạo tào lao. Mà ai đã hiểu được nhiều về cái đạo Thiên Tâm? Đi theo chánh pháp hay đi theo tà? Nên Nhật Tâm cần gì? Thức tỉnh và suy ngẫm. Lúc chưa đeo cái đạo Thiên Tâm đó vô, gia đình mình như thế nào? Khi đeo cái đạo Thiên Tâm đó vô, gia đình mình như thế nào? Tự mà ngẫm. Vậy thôi.